Damn. Tại sao Facebook lại đổi tên thành Meta? Các bạn thân mến, vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, chủ tịch Facebook Mark Zuckerberg đã thông báo rằng giờ Facebook sẽ được đổi tên thành Meta Universe, gọi tắt là Meta. Việc đổi thương hiệu cho thấy Zuckerberg đã tham vọng vượt ngoài phạm vi mạng xã hội, tiến vào Metaverse, nơi mà nhiều người tin là tương lai của Internet. Có một điểm trùng hợp đáng sợ là cả tên cũ và tên mới của công ty này đều liên quan đến cái chết. Cụ thể là phiên âm tiếng Trung của Facebook có nghĩa là phi tử bất khả, nghĩa là không thể không chết. Và tên mới Meta dịch qua tiếng Trung là diệt tha, có nghĩa là tiêu diệt nó. Chưa hết, từ Meta khi phiên âm theo tiếng Do Thái thì có nghĩa là tử vong. Một trong điều đáng lưu ý chính là Zuckerberg vốn là người gốc Do Thái, nên tiếng Do Thái là ngôn ngữ gốc để viết tin thánh, và đây cũng là một trong những ngôn ngữ chính của Israel ngày nay. Việc hai cái tên đều mang khái niệm chết chóc khi được dịch ra tiếng Do Thái và tiếng Trung, hai loại ngôn ngữ có lịch sử lâu đời và nội hàm thâm sâu nhất, khiến ai cũng phải kinh hãi. Có lẽ vì cái tên không mấy tốt đẹp mà Facebook đã từng gặp rất nhiều bê bối tai tiếng vì kinh doanh không minh bạch. Và không chỉ vậy, thế giới ảo do Mark Zuckerberg muốn tạo ra còn khiến cho con người buông thả bản thân, bộc phát ma tính, sống khép mình hơn nhiều. Và thậm chí, biểu tượng của logo Facebook cũng gây nên rất nhiều tranh cãi.